Con chào các bạn đi. Lâm chào các bạn. Hôm nay Lâm và các bạn học gì nào? Học bảng chia 5. Trước tiên Lâm viết bảng chia 5 ra để các bạn cùng theo dõi. Số 10 là cộng viết ra trước số 5. Xuống. Rồi chỉnh chu quá. Rất là tốt. Rồi. Rồi con ngồi xuống dưới để viết cho dễ để các bạn nhìn thấy. Đúng rồi. 20 chia 5 bằng 4. Rồi con sang cột thứ hai. Cách 3 ô để cho nhìn cho rõ. 30 chia 5 bằng 6. Cái dấu chia con đậm đậm lên ở hai cái hàng trên cũng thế. Đúng rồi. Rồi bên kia thì trông được rồi. Bên này thôi, rồi. 40 chia 5 bằng 8. Đấy, sáng đấy. 45 chia 5 bằng 9. 45 chia 5 bằng 9. Cách ra một chút, con viết rắc dính như thế thì kiểu gì chả phải xóa đi. 45 chia 5 bằng 9. 50 chia 5 bằng 10.
Rồi, đây là bảng chia 5 để mày đọc xem nha. 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9, 50 chia 5 bằng 10. Lâm ơn mình tiếp tục học tiếp nhá. Bên đây là bảng chia, mẹ bảng chia 5, mẹ đã đảo lộn thứ tự. So với cái bảng nhân 5, con bảng chia 5 con đọc. Bây giờ con chia nhanh cho mẹ để xem con thuộc đến đâu nhá. Con chia đi nào. 5 chia 5 bằng 3. Kết quả viết bằng bút đỏ. Chia 5 bằng 3 thì 15 chia 3 có bằng 5 không mẹ? 15 chia 5 bằng 3 thì 15 ngược lại 15 chia 3 cũng bằng 5. Mà 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Đấy là phép tính chia và phép tính nhân. Nó có liên hệ với nhau. 20 chia 5 bằng 4. 20 chia 5 bằng 4 thì 20 chia 4 cũng bằng 5. Sau con học bảng nhân 3 và bảng nhân 4 mình sẽ thấy đúng như thế. Nhưng bây giờ thì con cứ hiểu là 15 chia 5 bằng 3 thì 15 chia 3 bằng 5. 20 chia 5 bằng 4 thì 20 chia 4 cũng bằng 5. Và ngược lại nhá, 15 chia 5 bằng 3 thì 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Và 5 nhân 3 cũng bằng 15. Hiểu chưa nào? Rồi, giờ con làm tiếp đi. 30 chia 5 bằng 6. Thì 30 chia 6 có bằng 5 không? Cũng bằng 5 như nãy mẹ nói đấy, chắc chắn. 5 chia 5 bằng 1. Thế 5, 5 chia 1 cũng bằng 5. Thôi bây giờ con làm thôi, không cần phải nói ngược lại. 5 bằng 5. Con làm trước đi rồi tí mẹ sẽ cho bài mở rộng. 5 chia 5 bằng 9. 10 chia 5 bằng 2. 35 chia 5 bằng 7. Bóng bay. 35 chia 5 bằng 7. 40 chia 5 bằng 8. Chút xíu nữa là quên nhỉ. 50 chia 5 bằng 10. Để mẹ kiểm tra lại thế nào, em có đúng không nhá. Có sai thì mình phải điều chỉnh luôn con nhá. Không các bạn cười đấy. 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 30 chia 5 bằng 6, 5 chia 5 bằng 1, 25 chia 5 bằng 5, 45 chia 5 bằng 9, 10 chia 5 bằng 2, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 50 chia 5 bằng 10. Đúng rồi. Lâm ơi, bài này khó nha. Bài này là mình sẽ kết hợp bảng chia 5 và bảng chia 2 để xem thử xem con phân biệt và thuộc nằm lòng hai bảng chia này chưa. Rồi con thử đi nào, con thử để cho các bạn cùng theo dõi nào. 25 chia 5 bảng 5. Bằng 5, đúng rồi, ghi vào. 10 chia 2 bằng 5. Con ghi dịch qua, dịch ra một tí, thôi sát cái dấu bằng quá con. 10 chia 5 cũng bằng 2. Đó, con thấy chưa? Đấy là 10 chia 2 bằng 5 thì 10 chia 5 bằng 2. Đấy thì ngược lại các phép tính chia khác cũng thế. 15 chia 5 bằng 3.
2 bằng 10. Rồi, các phép tính này là đúng rồi. Tiếp tục câu thứ hai để xem nào. Cố lên Lâm và các bạn cùng cố lên. ba mươi chia 5 bằng 6. Bốn mươi bốn chia 2 bằng 7. Tám chia 2 bằng 6. Tính lại. 18 chia 2 bằng 9. Đấy, đã sai một lần. Đọc lại đi, 18 chia 2. 18 chia 2 bằng 9. Đấy, Lâm sai đấy, các bạn có sai không? 35 chia 5 bằng 7. 40 chia 5 bằng 8. 8 chia 2 bằng 4. 16 chia 2 bằng 8. 45 chia 5 bằng 9. 12 chia 2 bằng 6. Chứ con dịch xuống một tí, con ngồi thấp xuống để các bạn nhìn. Rồi. 6 chia 2 bằng 3. Rồi. 12 chia 2 bằng 6, 6 chia 2 bằng 3. Rồi, mẹ đọc lại nào, kiểm tra lại nào. 25 chia 5 bằng 5, 10 chia 2 bằng 5, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 2 bằng 10, 30 chia 5 bằng 6, 14 chia 2 bằng 7, 18 chia 2 bằng 9. Đấy, cái này là Lâm sai đúng không? Ừ. Đấy, 18 chia 2 bằng 9, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 8 chia 2 bằng 4, 16 chia 2 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9, 12 chia 2 bằng 6, 6 chia 2 bằng 3. Bây giờ mẹ hỏi cả Lâm cả nhân cả chia được không? Ừ. Thử nhá, có. Lâm và các bạn cùng thử đi nhá. 2 nhân 2 bằng mấy? 2 nhân 2 bằng 4. 4 chia 2. 4 chia 2 bằng 2. Đấy, 2 nhân 2 bằng 4 thì 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 3. 6 chia 3 bằng 2. 10 chia 5. 10 chia 5 bằng 2. 5 nhân 5. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 7. 5 nhân 7 bằng 35. Suy nghĩ kỹ, chậm một chút cũng được, tại bài này hơi khó. 40 chia 5. 40 chia 5 bằng 8. 50 chia 5. 50 chia 5 bằng 10. 14 chia 2. 14 chia 2 bằng 7. 2 nhân 6. 2 nhân 6. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 6 bằng 12. Rồi. Mẹ hỏi tiếp nha. 8 nhân 2. 8 nhân 2 bằng 16. 8 nhân 2 bằng 16. 5 nhân 10. 5 nhân 10 bằng 50. 5 nhân 3. 5 nhân 3 bằng 15. 5 nhân 4. 5 nhân 4 bằng 20. 20 chia 5. 20 chia 5 bằng 4. 20 chia 5 bằng 4. Rồi. 18 chia 2. 18 chia 2 bằng 9. 18 chia 2 bằng 9. Con hỏi mẹ xem nào. Hỏi mẹ đi. 18 chia 2 bằng mấy các bạn? Hỏi mẹ đi, hỏi các bạn gì? 18 chia 2 bằng mấy? 18 chia 2 bằng 9. Đúng không? 20 chia 2 bằng mấy? 20 chia 2 bằng 10. 5 nhân 9 bằng mấy? 5 nhân 9 bằng 45. 5 nhân 10 bằng mấy? 5 nhân 10 bằng 50. 2 nhân 6 bằng mấy? 2 nhân 6 bằng 8. 2 nhân 6 bằng 12 nào? À, thế mẹ sai. 2 nhân 6 bằng mấy? 2 nhân 6 bằng 12. À, 2 nhân 6 bằng 12 rồi, con hỏi tiếp đi. 2
2 nhân 8 bằng mấy? Nhân 8 bằng 16. Hai nhân ba bằng mấy? 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng mấy? 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 5 bằng mấy? 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 7 bằng mấy? 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 2 bằng mấy? 2 nhân mấy? Con hỏi mẹ. 2 nhân 2. 2 nhân 2 bằng 4. 5 nhân 5 bằng mấy? 5 nhân 5 bằng 25. 5 trên 5 bằng mấy? 5 trên 5 bằng 1. 20 chia 5 bằng mấy? 20 chia 5 bằng 5. 25 chia 5 mới bằng 5 à? À, 25. Đáp án của nó là 4. À, con nói lại 20 chia 5. 20 chia 5 bằng 4. À, 20 chia 5 bằng 4. Đấy, thế mẹ ra nhá, 20 chia 5 bằng 4. Rồi, con hỏi tiếp đi. 30 chia 5 bằng mấy? 30 chia 5 bằng 6. Rồi, hỏi một cái nữa nào. 15 chia 5 bằng mấy? 15 chia 5 bằng 3. 45. À, 45 chia 5 bằng 9. Mày hỏi con một cái nhá. Kỹ nhá. Nhanh nhá. 35 chia 5. 35 chia 5 bằng 7 à, bằng 6. Đúng không? 35 chia 5 bằng mấy? 35 chia 5 bằng 35 chia 5 bằng 7. À, 35 chia 5 bằng 7. Đấy, nó nhanh cái là run là nó sai đấy chưa? 40 chia 5 bằng mấy? 40 chia 5 bằng 8. 7 nhân 5 bằng mấy? 7 nhân 5 bằng 35. 35 chia 5. 35 chia 5 bằng 7. Rồi. Rồi các bạn Lâm và các bạn ôn hôm nay là bảng gồm có bảng gì? Bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2 và bảng chia 5. Rồi Lâm chúc các bạn thuộc, rất là thuộc các bảng này nhá. Rồi Lâm hẹn gặp lại các bạn đi. Lâm xin hẹn các bạn vào trong cái video sau là bảng nhân 3. Xin chào tất cả các bạn.